đã hướng dẫn cho các bạn rất nhiều lần rồi. Và bây giờ các bạn nhìn lên và chị Phi Linh làm nha. Chị Phi Linh cẩn thận nha. Đây, chúng ta dán vào đây. Chúng ta dùng keo nến phải cẩn thận một chút, bởi vì keo nến thì luôn luôn rất là nóng, và nếu như các em lo là chúng ta sẽ bị nóng thì nhớ là nhờ ba mẹ của chúng ta giúp bôi keo nến hộ. Chúng ta bắt đầu dán vào đây. Các bạn thấy dễ dàng làm không? Chúng ta cần có một giá đỡ là bởi vì cái cây đa của chúng ta làm bằng giấy bìa cứng nhưng cũng không đủ độ cứng bằng cái giấy bìa này. Cho nên chúng ta cần một ít giấy bìa để chúng ta có thể cố định cây đa. Và chúng ta cần một cái bản lề như thế này, hình tam giác vuông, thì chúng ta có thể dùng keo nến và định vị nó lại và rất là vững vàng, các bạn không có sợ gì hết. Và keo nến cũng rất là mau khô thôi, các bạn đừng có lo lắng nhiều. Và bây giờ chúng ta bắt đầu dán những phần còn lại vào trong cái tổ hợp, cái mô hình của chúng ta nha. Ở đây rất là háo hức, không chúng biết ta là... đã có một cái tổ hợp ở đây là gồm có một cái hộp sữa này, một cái sợi dây ri băng trơn này, gồm có chú cuội và chị Hằng Nga đã được dán trên bản lề và đã được dán cẩn thận trên đây rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần đặt tất cả những nhân vật này đằng sau của cây đa mà thôi. Và các bạn nhớ rằng là khi chúng ta dán cái hộp sữa này đằng sau cây đa, các bạn phải nhớ cái vị trí của nó phải nằm lẫn khuất sau cây đa, và để cây đa che mất đi chiếc hộp này thì nó mới hấp dẫn nha các bạn nha. Các bạn thấy không, chúng ta dán chiếc hộp đằng sau cây đa như thế này vào chính giữa cây đa. Và một điều tiếp theo nữa là chúng ta phải chừa cái khoảng cách như thế này để cho chú cuội và chị Hằng Nga của chúng ta dễ dàng di chuyển đằng sau cây đa đấy. Chúng ta phải tạo một khoảng cách như thế này nhé các bạn. Vậy là trong một ít phút như vậy chúng ta đã tạo nên được mô hình như thế này rồi. Còn phần các bạn có thể trang trí thêm, chúng ta cũng có thể vẽ màu nâu ở đây làm đất này, chúng ta cũng có thể vẽ nên những cái cây khác chập trùng xung quanh cây đa này, hoặc là chúng ta có thể vẽ một cái mặt trăng thật to để chúng ta có thể đặt đằng sau lưng đây là một nửa mặt trăng để chúng ta đón trung thu đấy các bạn. Và bây giờ để chờ xem cái mô hình của anh Lem, cái trò chơi này có thực hiện thành công không nhá. Em đang rất là sốt ruột đây. Đây là cây đa. Và bây giờ nếu như các bạn hát lên một bài thì chị Hằng Nga sẽ xuất hiện và chú cuội sẽ xuất hiện theo. Nào, các bạn nhỏ ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì bây giờ chị Phí Linh cùng tất cả các em hát lên một giai điệu nào đó của dịp Tết Trung Thu. Chị Hằng Nga sẽ xuất hiện ngay lập tức. Và khi chị Hằng Nga xuất hiện thì chú cuội sẽ xuất hiện theo. Nào, bây giờ các em sẵn sàng chưa? Vừa nãy chúng ta tập rồi và bây giờ chúng ta sẽ hát đoạn điệp khúc thôi nhá. Tùng dinh dinh, 2, 3. Tùng dinh dinh, dinh dinh tùng, dinh dinh. À, đã anh nghe tiếng hát rồi, chị Hằng xuất hiện đây. Và chú cuội xuất hiện rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy là chúng ta đã thực hiện thành công mô hình này rồi. Gồm có cây đa, chú cuội và chị Hằng Nga. Và chỉ cần chị Hằng Nga xuất hiện thì chú cuội sẽ xuất hiện theo. Rất đơn giản phải không nào? Chị nghĩ là bây giờ sẽ là khoảng thời gian cho các bạn khán giả truyền hình, và đặc biệt là các bạn nhà trong chương trình Hành Tinh Vuông, chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện một lễ hội trung thu của riêng chúng ta. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chúng ta câu chuyện về chú cuội và chị Hằng trong đêm trung thu dưới ánh trăng và cây đa, thì các bạn nhỏ trong chương trình Hành Tinh Vuông đã thực hiện nên những tác phẩm của riêng mình. Và chúng ta hãy cùng xem là những nhân vật mà sẽ cùng lúc xuất hiện phía sau những đám cây của các bạn có phải là chú cuội và chị Hằng không nhá. Đầu tiên là bạn Bảo Anh. Em có thể cho các bạn khán giả truyền hình xem tác phẩm của mình xem là có gì xuất hiện nhỉ. Nào, 1, 2, 3. À, các bạn nhỏ phía bên kia, các em có nhìn thấy là sản phẩm của bạn Bảo Anh là gì không? À, những chiếc đèn lồng. Đúng rồi, là đèn lồng. Em thích đèn lồng á. À, vì em thích đèn lồng đúng không? Mà chị nhớ là vừa nãy thì anh Lanh em cũng dạy chúng ta làm những chiếc đèn cá, đèn sao rất là xinh đúng không? Và bây giờ thì em làm nó để cùng một lúc trong đêm trung thu không chỉ có chú cuội và chị Hằng mà còn có những chiếc đèn lồng, đèn ông sao cùng lúc xuất hiện để vui trung thu với các bạn nhỏ. Còn ở phía bên này, chúng ta sẽ cùng xem nếu mà trung thu vui thì còn có gì nữa nhỉ Thùy nhỉ? 1, 2, 3. À, đây chính là bánh trung thu. Những chiếc bánh nướng bánh dẻo đúng không nào?
Trung thu thì em thích ăn bánh nướng hơn hay bạn anh ăn bánh dẻo hơn nhỉ? Em thích bánh dẻo hơn. À vì sao nhỉ? Vì nó ngon. À bánh dẻo ngon, còn bánh nướng thì chị thấy cũng khá là ngon đấy chứ. Và bánh nướng và bánh dẻo thì là một phần không thể thiếu của Trung thu các em ạ. Chúng ta sẽ cùng xem là ở phía bên kia anh Lem Nhem và các bạn nhỏ cho chúng ta những điều gì đặc biệt nhé. Bên kia các bạn làm hai loại bánh, bánh dẻo và bánh nướng. Ngày tới Trung thu anh Lem đói bụng quá đi, và nãy giờ anh Lem còn chảy hết nước miếng vì thèm nữa đấy. Tối hôm nay là đêm Trung thu rồi, chắc chắn chúng ta ai cũng được ăn bánh Trung thu cả. Còn bây giờ các bạn hãy chờ xem tất cả các bạn nhỏ ở đây đã làm nên được những thành phẩm của mình như thế nào nha. Ở đây bạn Thanh Thảo của chúng ta đã làm được gì, em kéo ra cho tất cả mọi người cùng xem thôi. Đây em kéo như thế này. À vẫn là chú cuội với chị Hằng Nga, nhưng chị Hằng Nga này là cười rất là tươi. Trên tay còn cầm cái gì vậy em? Chị Hằng Nga trên tay còn cầm con thỏ ngọc. Còn chú cuội này cũng rất là tươi luôn, có đầu là lẩm chẩm ba vá, rất là dễ thương nữa. Em ơi, em đem cái này về thì em chơi cùng với ai? Em chơi cùng với em của em. À, tối nay là em về nhà, em sẽ đốt những cây nến này. À, mình sẽ có những cái chiếc lồng đèn này, mình có mâm cỗ này, mình phá cỗ, mình ăn bánh, mình còn chơi trò chơi này nữa. Thật là thú vị phải không nào? Và tiếp theo, bạn này, Thanh Hằng của chúng ta đã làm nên những gì em? Kéo ra cho tất cả mọi người cùng xem nào. À, ủa không phải chú cuội à? Anh thấy có hình người nào mà mặc đồ rất là sặc sỡ mà còn cầm cái vợt nữa. Em ơi, em làm hình thù gì thế? Em là bạn trai đang chơi bóng ấy hả bạn? Gái đang đứng để xem bạn trai chơi bóng ạ. À, hai bạn, một bạn trai đang chơi bóng. Bạn gái này bỏ tay vô túi và đứng nhìn bạn trai chơi bóng, nhưng mà cũng rất là dễ thương bởi vì là em đã tưởng tượng đến được rất là nhiều đồ vật dưới gốc cây. Các bạn còn thời gian rất là nhiều. Tối nay chúng ta mới đón Trung thu cho nên từ giờ cho đến buổi chiều chúng ta hãy làm thật nhiều những cái mô hình như thế này để cùng mời bạn bè về nhà chúng ta chơi nhé. Anh Lem và chị Phi Linh chờ đợi những sản phẩm của các bạn đấy. Các bạn nhỏ thân mến, ngày hôm nay đêm Trung thu của chúng ta sẽ thật vui với tiếng trống vòi, với ánh trăng sáng rực rỡ, với cây đa, chú cuội, chị Hằng, bánh chưng, bánh dẻo và những khúc hát ngân vang. Chị hy vọng là tối nay các em sẽ có một ngày Trung thu thật là vui với những sản phẩm mà anh Lem Nhem đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta. Anh Lem đã cất công hướng dẫn cho các bạn và chị Phí Linh tất cả những sản phẩm này rất là đẹp phải không nào, và rất là hữu ích trong ngày Trung thu nữa. Vậy thì chị Phí Linh ơi, mua bánh Trung thu cho anh Lem đi. Chắc chắn rồi, sau chương trình Hành Tinh Vuông ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng phá cỗ, cùng trông trăng, và chắc chắn là trong mâm cỗ Trung thu của chúng ta sẽ có bánh nướng, bánh dẻo. Nhắc các em thêm một chút là những sản phẩm mà các em vừa làm được, những chiếc trống bỏ rất xinh xắn, những mô hình chú cuội, chị Hằng rất dễ thương cùng lúc xuất hiện như thế này. Hãy chụp ảnh lại và gửi sản phẩm về cho chương trình để nhận những món quà thật là xinh xắn nhé. Các em còn nhớ địa chỉ của chương trình không nào? Chương trình Hành Tinh Vuông, công ty truyền hình số Vệ tinh Việt Nam VSTV, tầng 15, tòa nhà 521, Kỳ Mã, Ba Đình, Hà Nội. Và anh Lem cũng rất là buồn phải chia tay các bạn ở đây, nhưng mà không sao cả, bởi vì chiều hôm nay, tối hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị bật đồ đẹp này, cùng với những chiếc lồng đèn của ba mẹ mua này, cùng với chiếc trống như thế này, cùng với mô hình này, chúng ta lại đón một cái kỳ Trung thu, một cái đêm Trung thu thật là vui với nhau phải không nào. Các bạn nhớ rằng là đêm Trung thu chúng ta phải hát thật nhiều nhé. Chúng ta cùng ước nguyện nè, chúng ta nhìn dưới cái góc mặt trăng, cùng có chị Hằng, chú cuội để chúng ta cùng hát vang, và chúng ta cùng là chúc cho nhau những lời chúc tốt lành nhé các bạn. Vậy là một tuần nữa chúng ta mới gặp nhau, nhưng không sao cả, các bạn đừng quên cứ 11:30 chủ nhật hàng tuần chúng ta lại gặp nhau thôi. Và các bạn nhớ bật kênh Cao Cộng đến với tất cả chúng ta, đến với Hành Tinh Vuông, các bạn chắc chắn sẽ gặp anh Lem, chị Phi Linh, và rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau và làm ra được những cái điều hay ho khác nữa. Và lời cuối cùng, xin chúc các em buổi tối ngày hôm nay phá cỗ thật vui, Trung thu thật tuyệt vời. Anh Lem Nhem và chị Phi Linh xin chào tạm biệt tất cả các em ở đây, và hẹn gặp lại tất cả các em ở những chương trình lần sau. Xin chào.